Xin chào tất cả các bạn, mình là Quý Anh đây. Mình thật sự rất là xin lỗi mọi người, bởi vì gần đây không có tập mới của bộ phim Anh Thợ Hồ Nhà Quê và cả bộ phim Anh Bộ Đội nữa. Lý do mình không thể đóng được phim đó chính là mình mới đi nhổ răng khôn về. Sau khi mà nhổ xong chiếc răng này ấy, thì sức khỏe của mình yếu đi rất là nhiều và mình hay bị sốt cao nữa. Cho nên là trong thời gian này thì mình không thể tham gia đóng phim để phục vụ các bạn được. Mình rất là cảm ơn những người đã yêu quý và ủng hộ mình. Cho nên mình sẽ cố gắng hồi phục sức khỏe thật là sớm để quay lại đóng phim cho các bạn xem nhé. Bây giờ thì mình xin được tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và hẹn gặp lại các bạn nhé.